kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Vài suy nghĩ ngày ông Đinh La Thăng hầu tòa. Bài viết được đăng trên trang Facebook là ta. Ai trong số các ngươi không có tội? Nhân việc ông Đinh La Thăng phải ra tòa vì tội cố ý làm trái, tôi bỗng nhớ đến câu hỏi này của Chúa. Nhưng tôi không nói về một suy nghĩ khác của mình. Trước hết tôi phải nói ngay, tôi và ông Đinh La Thăng duy trì mối quan hệ bạn bè khá bền vững từ khi cùng chen nhau mua thịt tem phiếu ở Hòa Bình, nhưng chỉ nặng tính xã giao. Vì chúng tôi có quá nhiều thứ xa nhau như trời với vực. Ông càng làm lên chức to, tôi càng ít gặp. Một lần, tình cờ tôi gặp ông tại một quán ăn bên Hồ Trúc Bạch. Ông đi cùng với mấy ông ủy viên trung ương đang tham dự một cuộc họp gì đó. Còn tôi thì dự sinh nhật một người bạn. Ông định kéo tôi sang cùng ngồi với mấy ông kia, nhưng tôi từ chối. Tôi có nguyên tắc là không ăn uống, bắt quàng với quan chức, dù họ là bất cứ ai. Khi các ông ăn xong và ra về, chắc để kịp họp phiên buổi chiều, ông Thăng nán lại, có ý chờ tôi, cũng đã đến lúc ra về. Ông cười bảo tôi, cậu vẫn cư sĩ thế nhỉ, và nói với ai đó đang chờ để ra xe cùng. Bạn tớ ở Thủy Điện Sông Đà, thằng này được kế ưu điểm là viết cuốn sách nào ra bị cấm cuốn ấy và hay chửi chính phủ. Rồi cười toáng lên. Sự hài hước của Thăng khi nói về người này, người kia, việc này, việc khác là một trong những đầu mối tai họa mà có thể mãi mãi ông không biết. Trong một nền chính trị khép kín, mọi người luôn giả vờ làm ra nghiêm trang, giấu biệt ý nghĩ thật của mình, thì Thăng lại cứ nói tuột mọi thứ thành lời bằng lối hài hước. Người biết hài hước thường là người tốt. Ngay cả giờ đây, dù ông đang bị xét xử, tôi luôn tin rằng so với đám quan chức còn lại, ông Thăng vẫn là người tốt nhất. Thời gian sau đó tôi xem cái clip cắt ra từ chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, thấy ông Thăng chỉ tay mắng xa xả mấy người tàu. Trong đó gã to nhất cúi đầu xuống ra sức thanh minh liên quan đến dự án đường sắt trên cao Cát Linh, Hà Đông. Tôi bảo với vợ, Thăng sẽ phải đi, không lúc này thì lúc khác. Nói nhục lớn thế kia, bọn tàu không chịu đâu. Bác Nguyễn Cơ Thạch cũng mất chức chỉ vì khinh tàu, mà mới chỉ là khinh thầm thôi, đằng này. Đến khi Thăng công khai ủng hộ Bob Kelly làm chủ tịch quỹ tín thác đại học, Fulbright, thì tôi thấy lửa đã cháy đến cửa phòng ông. Biết bao người sẽ sống bằng cái gì, cả tinh thần và vật chất, nếu giờ đây không còn ai căm thù Mỹ nữa. Liệu bên kia biên giới phía Bắc, người ta có yên tâm trước một Sài Gòn thân thiện với Hoa Kỳ? Giờ kẻ đó mới là bí thư thành ủy, biết đâu sẽ đến lúc y là tổng bí thư. Quá nguy hiểm, người tàu luôn biết lo xa cả trăm năm và sẵn sàng ủ mối thù hàng chục năm, đợi cơ hội ra tay đáp trả. Thăng quá hồn nhiên về mặt chính trị. Khi làm vậy, có lẽ Thăng quên mất vị trí của mình và ảnh hưởng chính trị gây ra bởi quyết định ấy. Giờ thì Thăng đi thật, với tội cố ý làm trái, một cái cớ không thể hợp lòng dân hơn khi nạn tham nhũng đã thành thứ ung thư máu, vô phương cứu chữa của chế độ, và người dân thì chán ghét, căm tức quan chức bất kể là ai đến tận xương tủy. Hãy xem phản ứng hỉ hả của người dân trước việc quan chức Yên Bái bắn giết nhau, còn hơn bọn côn đồ thanh toán đồng bọn, thì thấy rõ. Giờ đây, mỗi cái tin buồn của Ban Chấp hành Trung ương, của Nhà nước, của Chính phủ, của Quốc hội là cả một niềm vui to lớn của dân chúng. Tôi không ủng hộ thái độ này, nhưng đó luôn là sự thật hiển nhiên. Và xét cho cùng, thì chuyện gì cũng có cái lý của nó. Thăng phải trả giá cho thói quen làm việc quyết đoán, quá tin vào bản thân mình đến mức chủ quan, và sự cả tin vào cấp dưới. Chuyện đó hãy để pháp luật xem xét, có tội thì chịu tội. Đó là lẽ công bằng của trời đất. Thăng còn phải trả giá cho chính tính cách hào sảng của mình. Hãy xem hôm nay, báo chí và khá nhiều người đang thỏa sức bôi cho chát chấu lên mặt ông, vu cho ông biết bao nhiêu là thói xấu. Lại cũng là chính những kẻ đã tâng ông lên tận mây xanh. Thói đời là vậy. Họ cho mọi người cái cảm giác công cuộc chống tham nhũng đã đạt đến đỉnh cao, và chỉ vài năm nữa là đất nước sạch bóng quan tham. Tôi cũng nóng lòng mong điều đó. Nhưng tôi nói luôn, để đạt được một phần như vậy thôi, những gì Tổng Bí Thư đang làm chả ăn thua gì cả. Dù tôi biết và tin là ông thành tâm và cũng đã cố hết sức. Bởi vì vẫn sẽ còn mãi câu hỏi, gốc của tệ nạn tham nhũng là ở đâu? Rằng một thể chế mà người trong sạch cũng đồng nghĩa là sẽ bị loại ra khỏi bộ máy, không thể làm lãnh đạo, không thể thể hiện tài năng. Nó là lỗi hay tội và liệu có sửa chữa được không? Nhưng hỏi như vậy có vẻ giống như đánh đố vì nó quá xa vời.
thì đây có ngay câu hỏi khác cụ thể hơn. Những kẻ đã, đang và sẽ còn làm tan nát đất nước, tội lớn gấp nhiều lần thăng mà ai cũng biết, bao giờ mới phải ra tòa? Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Ông Đinh La Thăng, PVN đã xin phép Thủ tướng cho phép PVC làm tổng thầu. Nếu triển khai như dự kiến liên danh tổng thầu thì mất rất nhiều thời gian. Nếu chọn tổng thầu trong nước thì sẽ có thể triển khai sớm. Với việc cấp bách như vậy, PVN đã xin phép Thủ tướng cho phép PVC làm tổng thầu. Sáng ngày 9 tháng 1, sau khi Trịnh Xuân Thanh khai về nguyên nhân PVC được quyết định làm tổng thầu dự án nhiệt điện Thái Bình 2, dù không có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch tập đoàn dầu khí, có những lời khai trước tòa. Theo bị cáo Đinh La Thăng, trong dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, việc chỉ định PVC làm tổng thầu EPC xuất phát từ chủ trương của Hội đồng Quản trị trong chiến lược phát triển PVN, xây dựng PVN thành tập đoàn đa ngành, đẩy mạnh doanh thu dịch vụ trong tổng doanh thu. Vì vậy, triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị về người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, thực hiện chủ trương của Chính phủ về phát triển kinh tế, Chính phủ đã cho phép PVN được thực hiện các dịch vụ, được thực hiện chỉ định các đơn vị thành viên thực hiện các dự án đầu tư. Do vậy, PVN đã xây dựng các công ty con, trong đó PVC được xây dựng thành một đơn vị xây lắp dầu khí mạnh của cả nước. Căn cứ vào chủ trương của Chính phủ, PVN đã chỉ định PVC làm tổng thầu dự án. Sau đó, nghị quyết của PVN là đồng ý cho PVC làm tổng thầu. Căn cứ tờ trình của Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên có nghị quyết phê duyệt các nguyên tắc thành lập liên doanh tổng thầu. Đây là dự án được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo từ tháng 2 năm 2009, nên triển khai như dự kiến liên danh tổng thầu thì mất rất nhiều thời gian, trong khi nếu chọn tổng thầu trong nước thì sẽ có thể triển khai sớm, do đó đã thực hiện tổng thầu thay vì liên danh tổng thầu. Với việc cấp bách như vậy, bị cáo đã thay mặt hội đồng thành viên ký báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ xin phép giao PVC làm tổng thầu. Bị cáo Đinh La Thăng khai, nếu làm liên danh tổng thầu thì việc chọn lựa đối tác nước ngoài là rất mất thời gian. Việc chỉ định PVC làm tổng thầu căn cứ năng lực, PVC có năng lực tài chính, đây cũng là đơn vị tham gia nhiều dự án điện lực dầu khí nên có kinh nghiệm. Đối với nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã được phân công thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, phân công cho từng người trực tiếp chỉ đạo từng lĩnh vực. Đối với Hội đồng số 33, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư PVN và tổng thầu, bị cáo không chỉ đạo ký hợp đồng này. PVC có đủ năng lực tài chính cũng như kỹ thuật, căn cứ vào tờ trình của Tổng Giám đốc, nên Hội đồng thành viên đã cho phép chỉ định PVC làm tổng thầu, việc này theo đúng quy định của pháp luật. Liên danh tổng thầu vẫn là do PVC lãnh đạo, nhưng nhà thầu nước ngoài thiết kế và lãnh đạo. Căn cứ để bị cáo ký chuyển liên danh dự thầu sang tổng thầu để PVC thực hiện là xuất phát từ các dự án đã thực hiện. Căn cứ báo cáo của chủ đầu tư và ban tổng giám đốc, bị cáo đồng ý khởi công dự án vào mùng 1 tháng 3 năm 2011. Ngày 24 tháng 2 năm 2011, bị cáo mới phê duyệt thiết kế hiệu chỉnh trước ngày khởi công 4 ngày. Giải thích điều này, bị cáo Đinh La Thăng cho rằng PVN thực hiện rất nhiều dự án trọng điểm, do đó để đảm bảo tiến độ và chất lượng, tập đoàn yêu cầu các đơn vị phải thực hiện đồng thời các công việc, không chờ đợi đầy đủ thủ tục mới tiến hành. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh trong phiên tòa lịch sử. Bài viết đăng trên trang zing.vn. Sáng nay, bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh mặc áo khoác xanh, đeo còng số 8, bị dẫn giải tới Tòa án Nhân dân Hà Nội. Đây là phiên tòa áp dụng bộ luật tố tụng hình sự mới. Tòa kiểm tra căn cước bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Hơn 8 giờ ngày 8 tháng 1, bị cáo Đinh La Thăng và hơn 20 người khác lần lượt trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử. Phòng xử lúc này đã chật kín người. 6 giờ ngày 8 tháng 1, khi trời vẫn còn tối, các xe chở phạm nhân liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, hú còi chạy thẳng từ trại tạm giam T16, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội, đến Tòa án Nhân dân Hà Nội. Hà Nội sáng nay có mưa phùn nhẹ, nhiệt độ 13 độ C, khoảng 100 nhà báo có mặt từ sớm tại Tòa án Nhân dân Hà Nội trên phố Hai Bà Trưng. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh được dẫn giải đến tòa sớm nhất. Lần đầu xuất hiện gần đây nhất của Trịnh Xuân Thanh là trên VTV1 tháng 8 năm 2017 khi ông này cho biết quay về Việt Nam đầu thú để đối diện với sự thật. Sau một tháng bị khởi tố, bắt giam, sáng nay bị cáo Đinh La Thăng đã đến Tòa án Nhân dân Hà Nội. Có hơn 40 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, ông Đinh La Thăng có 3 luật sư.
Phiên xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm là một trong những phiên tòa đầu tiên được áp dụng bộ luật tố tụng hình sự mới có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2018. Đó là chú trọng đảm bảo tối đa quyền tranh tụng của những người tham gia tố tụng. Phiên tòa này cũng không có vành móng ngựa. Tòa án Nhân dân Hà Nội bố trí phòng đưa tin cho các nhà báo. Theo ghi nhận của Zing.vn, ngoài các nhà báo trong nước còn có các nhà báo quốc tế đại diện Đại sứ quán Đức. Theo cáo buộc sáng nay của cơ quan công tố, Trịnh Xuân Thanh trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã chỉ đạo cho Vũ Đức Thuận, nguyên tổng giám đốc PVC, ký hợp đồng trái quy định để PVC được nhận tạm ứng hơn 6,6 triệu đô la và hơn 1.312 tỷ đồng, chỉ đạo việc sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng vào mục đích khác, không đưa vào dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho nhà nước tổng số hơn 119 tỷ đồng. Trong số 22 bị cáo, Thanh và một người khác bị truy tố với hai tội là cố ý làm trái và tham ô tài sản. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 8 đến 21 tháng 1. Chủ tọa phiên tòa là Nguyễn Ngọc Huân, thẩm phán thứ hai là ông Trương Việt Toàn, ngoài ra còn có ba hội thẩm nhân dân. 11 giờ 30 phút, chủ tọa cho tạm nghỉ phiên tòa. Lúc nghỉ giải lao, một số bị cáo, trong đó có Trịnh Xuân Thanh, đã dùng ô để che khi vào phòng.